Xin chào tất cả các bạn đã đến với series Q&A của chúng mình. Và đây là số thứ 8. Rất là nhanh thôi, bọn mình đã làm được cái series này khoảng 2 tháng rồi. 2 tháng. Và đối với những cái series như là tư vấn thì nó sẽ có những cái chủ đề rõ ràng hơn. Nhưng còn đối với Q&A thì chúng mình chỉ là giải đáp thắc mắc cho các bạn thôi. Bọn mình sẽ tổng hợp những cái câu hỏi trên kênh YouTube của chúng mình. Ai đến trước, ai hỏi trước được trả lời trước, ai đến sau trả lời sau. Chỉ tôn trọng dòng thời gian thiêng liêng. Đúng rồi. Đấy. Và thường thì trong một số thì chúng mình sẽ trả lời khoảng cỡ 6 câu hỏi nha. Đấy, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Ân Nguyễn. Ân Nguyễn này không phải là Ân Nguyễn mà mọi người hay thấy ở trên livestream đâu, mà là bạn Ân Nguyễn khác nha. Nguyễn đấy. Okay. Bạn ấy hỏi là: "Ad ơi cho em hỏi, nếu lắp hai thanh M2 trên main này rồi mà muốn cắm qua cái khe SSD bổ sung kế bên chỗ cắm RAM ấy thì dùng một thanh này thì có ảnh hưởng gì đến hai cái thanh còn lại không?" Đó. Ảnh hưởng gì không hay là dùng hai thanh? Ok. Thế thì tức là bạn ấy đang nói ở đây là những chiếc laptop, những chiếc mainboard nhỉ, những chiếc mainboard cao cấp của Asus, họ có một cái công nghệ đó chính là công nghệ DIMM2. Cái công nghệ này là cái nhìn trông như kiểu một thanh RAM rất là to đúng không? Xong rồi nó sẽ cắm bên cạnh một cái mainboard cao cấp ấy. Nếu mà chị đi lắp máy tính nhiều với cả các anh kỹ thuật thì chị biết rồi đấy. Cái main cao cấp ấy. Rồi. Có nghĩa là như main bình thường ấy thì chỗ mà lắp SSD thường nó sẽ nằm ở cái mạng bên dưới này, dưới CPU này. Nhưng mà những có cái main cao cấp của Asus đấy, có cái công nghệ đấy. Có thêm thôi chứ không phải là tức là mở rộng thêm thôi. Tức là ví dụ khe nữa. Muốn mua thêm 4 cái SSD đúng không? Thì sẽ có hai cái ở dưới và một hai cái bên này. Thế thì cái việc theo mình biết nhá là gắn những cái đấy không hề ảnh hưởng tới băng thông gì của nhau hết và các bạn có thể gắn thoải mái, không vấn đề gì cả nhá. Đó. Okay. Đấy, nói chung là bạn cứ mở rộng thoải mái nha, hoàn toàn yên tâm nha. Cắm 1 hay 2 không quan trọng gì hết, không ảnh hưởng tới băng thông với nhau. Vì nó đều là những đường riêng biệt mà, không ảnh hưởng nhá. Ok, câu hỏi tiếp theo nào. Câu hỏi số 2 đó là bạn là Compax này. Và đấy phân vân là i3-12100F với cả i5-10400F thì nên chọn cái nào hơn? Nếu mà đầu tiên, thực ra bạn ấy cũng chưa đưa ra cái tiêu chí gì, bạn ấy chỉ nói thế thì mình sẽ test hai cái đi. Đầu tiên là mình giá tiền đi. Thì đối với cái combo cái i5-10100F thì nó sẽ rẻ hơn đúng không? 10400F chắc chắn là rẻ hơn rồi, tại vì main của nó là main cũ rồi này. Main cũ là một này. Thứ hai là RAM cũng chỉ có RAM DDR4 thôi nhá. Còn sang của i3 đời 12 ấy có thể lên RAM DDR5. Thế thì nếu mà nói về giá tiền thì công nhận là tính cả combo thì i5-10400 sẽ rẻ hơn. Đấy. Còn nếu mà xét về hiệu năng thì đương nhiên là cái gì? i3 là bây giờ đã khỏe hơn i5 rồi. Đơn giản là vì hiệu năng đơn nhân của nó rẻ, tay cao hơn này. Và hiệu năng đa nhân của nó, do là hiệu năng đơn nhân của nó cao hơn, khiến cho hiệu năng đa nhân của nó kiểu tính tổng ra nó vẫn chỉ ngang ngang với cả con 10400. Mà nhá, cái quan trọng ấy là 10400 nền tảng chết rồi. Nền tảng chết tức là nó không còn con CPU nào nó sẽ ra đời cho cái mainboard ấy nữa, nó sẽ không còn con CPU nào nó nâng cấp cho cái đấy nữa. Đấy, còn con i3-12100 này nó sẽ còn có cả i3-13100 nữa. Đấy, tại vì sẽ còn một đời nữa cơ mà. Bây giờ người ta không ra i5-13400 nữa. 12400 nhưng mà không gắn được với cả mainboard của i5-10400. Có nghĩa là nếu mà mình nâng cấp lên thì mình sẽ thay luôn cả mainboard. Còn đối với i12 thì khi mà bạn muốn nâng cấp CPU thì bạn chưa chắc đã phải thay mainboard, và đúng hơn là không phải thay. Đó. Nhưng mà gọi là xét về lâu về dài hả? Chưa biết nhá. Ví dụ như bạn này dùng i3 đời 12 với cả H610 chẳng hạn thì chưa biết là họ có cho phép nâng lên không. Đấy. Đấy là cái điều rất là vớ vẩn của Intel nhá. Nói chung là nếu mà xét về mức giá thì ok, i5 sẽ là một sự lựa chọn phù hợp hơn, phù hợp với tiền hơn. Nhưng nếu mà bạn chọn về hiệu năng ấy thì bạn sẽ chọn i3-12100F nhé. Bởi vì thứ chơi nhất game là này, đơn nhân, đa nhân đều ok hết. Công nghệ mới hơn và cái khả năng nâng cấp, nếu như bạn đều đầu tư một cách gọi là cân bằng giữa mainboard và CPU thì cái khả năng nâng cấp của i3 thế hệ 12 cũng sẽ tốt hơn nữa. Đúng nếu rồi. Mà có cái bộ combo cân bằng trước đó. Ok chưa? Rồi đến với câu hỏi thứ 3 đi. Của bạn Wukong. Ngộ không. Wukong. Chồng ạ. AD cho em hỏi là tản nước AIO với cả tản khí đều dùng 2 fan thì con nào tốn điện hơn vậy? Thì câu trả lời đơn giản là tản AIO rồi. Tại vì chị Phương biết không? Đấy nhá, tản khí đúng không? Sẽ có 1 quạt, 2 quạt đúng không? Đấy là 2 thứ tốn điện. Nhưng mà tản nhiệt nước nhá, nó sẽ có 1 quạt, 2 quạt và cái bơm nữa. Và cái bơm cũng tốn thêm điện nữa. Thế nên là anh em bắt buộc là phải tốn điện cho điện tiền bơm. Nhưng mà thực ra ấy, cái tiền điện của bơm bùm cái kiểu nó không ảnh hưởng lắm đâu. Có nghĩa là cái sự kể cả nó có tranh lệch hơn thì nó vẫn là tiêu thụ ít đúng không? Kiểu chẳng ví dụ cùng lắm là 1W, 2W chứ không nhiều đâu. Thế nên là bạn có thể thoải mái sử dụng nhá, không vấn đề gì cả. Dùng cái tản nhiệt nào cũng được, chỉ cần là vừa với overhead của bạn, vừa với túi tiền của bạn là được rồi. Nói chung là cái yếu tố mà tiêu thụ quá điện nó sẽ không phải là yếu tố mà chúng ta cần phải xét đến khi mà chọn tản nhiệt đúng không? Mình có làm tư vấn tản nhiệt rồi mà đúng không? Đúng rồi. Đấy thì bạn có thể tham khảo ở cái video tư vấn tản nhiệt mà chúng mình đã làm, như là tư vấn 8 thì tuần này. Tư vấn 7. Đúng rồi, tư vấn 7 bọn mình đã làm về tản nhiệt. Tư vấn tản khí. Đấy. Tư vấn tản nhiệt nước.
thì nói chung là vẫn không xét đến cái tiêu chí là về quá đúng rồi, về điện lắm. Không ai, nó không, nó không ảnh hưởng ấy, kể cả là RGB tốn nhiều điện không, nhiều người không quan tâm đâu, đa số là thế. Chỉ khi nào nhưng mà thực sự là nó cũng không tốn lắm, không tốn lắm ừ, nên người ta mới không quan tâm, chứ nếu mà nó tốn như CPU xem đúng rồi, nó tốn như cả màn hình xem thì thôi nó thì chắc chắn là phải quan tâm đấy, bởi vì nó còn ảnh hưởng đến việc mình chọn nguồn nữa. Đúng. Ok, đến với câu hỏi số 4 của bạn Toàn Nguyễn nha, một câu hỏi rất là dài. Đó là bạn ấy đã mua main thì thấy bình thường những cái main mà kiểu cũng cao cấp một xíu thì mình sẽ thấy nguồn là 8 cộng 4 pin đúng không? Rồi, 8 cộng 4. Đấy. Nhưng mà cái nguồn cái CPU của bạn ấy thì cái cổng nguồn của bạn ấy thì chỉ có chỉ có 8 pin thôi, thì bạn ấy đang bảo là nếu trong cái trường hợp như thế thì bạn ấy có cần mua một cái dây gọi là nối thành 12 pin để cắm đủ vào đấy không? Hay là kiểu như là bắt buộc phải như thế, hay là có thể dùng nguồn 8 pin cũng được? À, tức là bạn ấy đang muốn là bây giờ có nhất thiết phải là lấp đầy cả tất 12 cả pin không? Đấy không? Ừ. Và bạn ấy bắt buộc là bảo là phải mua dây chia từ 8 pin sang 12 pin để lấp đầy cái chỗ thì đấy đấy. Cái câu trả lời của mình ấy, mình không biết bạn đang dùng con CPU gì, nhưng mà cái đầu 8 pin có thể cung cấp lên tới là 235W điện rồi. 235W là rất là nhiều rồi ấy. Tại vì chỉ phải biết là i9-12200K đúng không? Max speed, max ping top 1 ấy, chạy chỉ là cũng 241. Thế chỉ khi đấy nhá, thì bạn mới cần gắn thêm một cái chân tiếp theo. Và đặc biệt là nếu mà bạn là một dân overclocker không thì mới cần hai dây như thế. Còn nếu bạn chỉ dùng i7 này, chỉ dùng i5 này, khi là i3 này, chỉ cần một đầu 8 pin thôi là đủ rồi. Không cần quá là nhiều đâu anh em ạ. Thế nên là cái việc mà sử dụng 12 pin đầy đủ 2 pin thì không cần thiết. Còn nếu mà anh em thực sự vẫn muốn, bạn Toàn Nguyễn vẫn muốn mua một chiếc nguồn có 12 pin ấy, thì bạn có thể tham khảo, ví dụ khoảng tầm 2 triệu thì có một chiếc mà mình cũng đã recommend rồi đấy. Đó chính là chiếc RSP Hydro PTM Pro đấy, phiên bản 650W, thì cái đầu này có đầy đủ tất cả các đầu pin CPU cho anh em nhé. Ừ, thế còn nếu mà có một phương án 2 mà tiết kiệm chi phí hơn, đó là chia mua dây chia. Mua dây chia thì thực sự bây giờ là ít người làm dây chia lắm. Mua dây chia thì nó sẽ theo kiểu gọi chị là... Chị đang phân vân là ví dụ chia như thế thì thực sự nó cũng câu được hết 4 quyết định của 4 cái nó, pin, nó không, 4 pin còn lại không? Nó sẽ vẫn là của 8 pin, thế nên là việc câu nó không có tác dụng gì cả. Thì đấy, chị đang nghĩ là dây chia chỉ là để lấp đầy chứ không phải là để lấp đầy chứ không cấp thêm. Không phải là cung cấp thêm điện năng cho cái CPU đấy đúng không? Đúng rồi, vì thực ra là nó ra là từ cái setup từ nguồn rồi mà. Đúng, từ cái nguồn, từ dây nguồn chứ không phải là do cái đầu chia hay là đầu cắm của bạn. Thế nên nếu mà bạn thắc mắc, bạn muốn nâng cấp để bạn muốn là phủ đầy năng lượng, phủ đầy điện 12 pin ấy, thì bạn mua một cái nguồn có đầu CPU 12 pin nhá. Cái dây chia mình nghĩ nó không phải là một giải pháp tốt, thực tế. Đúng rồi. Và đúng, trong trường hợp này nó chỉ là giải pháp thay thế tình thế để cho cái main nó đỡ chống thôi. Đúng không? Đúng. Ok. Rồi đến câu hỏi tiếp theo của bạn. Trời ơi, tên này hôm nay nhiều bạn tên chung của hả? Hết ngu khung lại đến nhạc bất quần. Nhạc bất quần không biết đọc. Bạn ấy hỏi là hai bạn cho mình hỏi, mình vừa mua một 660 Ti tại Hacom, vừa mua về thì đọc được một bài trên mạng bản là con CPU i5-9400F với cả cái con 660 Ti này thì bị nghẽn, thì có đúng không? Và mắc của VGA mà cái con i5-9400F này có thể cân được là con nào? Chúc kênh phát triển mạnh hơn nữa. Ok, cảm ơn bạn nhà bất quần. Con i9-9400 đấy thì cũng là một con CPU từng gọi là quốc dân rồi, nó rất là quốc dân ngày trước luôn. Tại vì đơn giản là hiệu năng nó tốt này, giá tiền nó cũng tốt này, mainboard cũng ổn này, tương thích RAM tốt này. Nhưng mà một cái là ấy, là công nhận là có trường hợp là nó sẽ bị nghẽn với cả chiếc 1660 Ti. Nhưng nó chỉ là một số lượng nhỏ nhỏ vừa vừa với cả chiếc gọi là với cái bộ máy chúng ta thôi. Như chẳng như là nghẽn khi chơi game hay là gì? Nghẽn khi chơi game. Như chẳng như là Shadow Tomb Raider cái đấy chị lúc nào thấy đấy, lúc nào dùng CPU kể cả i9 nó cũng dùng tận 8 nhân cơ mà. Đấy, chẳng hạn như thế. Hoặc là với những cái tựa game kiểu FPS các thứ kiểu ấy, những tựa game MOBA các thứ thì nó sẽ bị là CPU chúng ta sẽ bị đuối hơn so với cả chiếc cạc màn hình một chút, khiến cho nó đẩy không được cao. Như chẳng hạn nha, cùng một cấu hình như thế nhưng mà em thay bằng CPU i9-12200K nhá, chắc chắn hiệu năng CPU của em phải tăng lên 40-50%, tức là FPS tăng lên 40-50%. Thì kiểu okay, vậy. Thế thì nó đang cũng... dự đoán rồi nhá, mình đoán là như thế thôi. Nhưng mà mình chắc chắn là sẽ có tăng, nhưng mà không biết là có đúng cái mức con số như thế không, nhưng mà chắc chắn là sẽ có tăng hơn rất là nhiều. Đấy. Chứ không các bạn bảo ôi bạn này nói linh tinh những thứ kiểu không, nhưng đấy chỉ là dự đoán thôi. Dự đoán đấy. Tại vì còn, chưa được test thực tế. Đúng rồi. Còn nếu được mà 9400 ấy thì cái thời điểm đấy 9400 hay đi với đúng một chiếc, đó chính là chiếc 1060 6G là chiếc càng rất là phù hợp với nó. Hoặc là 580 phiên bản 4 hay 8 đều được. Ok hết đã. Rồi, nói chung thế là thế thì nó cũng tiết kiệm chi phí để các bạn đỡ phải mua một con một nhưng bạn mua sử con cạc mà bây giờ bạn nâng CPU cho mình à, rồi, mới nâng bạn nâng lên i3-12 lâu rồi mà chỉ nghiên cứu lâu rồi bạn lâu nâng lên i3-12 nâng cấp được rồi 3 năm để nâng cấp một con CPU là được chưa? Được rồi, được, vòng đời sản phẩm thế thôi. i5-12 cũng ổn, khá ổn áp đấy, nâng được thoải mái.
Ngon chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong buổi. Dạ vâng, tên của bạn ấy là một chiếc cam màn hình. Cam gì? Cam màn hình gaming Z Chill của BTS Mesa. Rồi. Nhìn là biết dân yêu công nghệ rồi. Hiệu suất tản nhiệt nước hơn quạt tản hơn nhiều quạt không? Tức là hiệu suất tản nhiệt nước có hơn nhiều so với cả quạt không ạ? Thì mình đang có 3080. Ý là tản nhiệt nước hơn tản nhiệt khí không ạ? Ừ, kiểu thế. Thì mình muốn độ 3080 chi phí có đắt không? Thì câu trả lời của mình ý là cái chênh lệch lớn nhất giữa tản nhiệt nước và tản nhiệt khí đó chính là cái nhiệt độ, à nhầm, cái âm lượng của nó. Đấy, tại vì đơn giản là nhá, chẳng hạn như là chị có thể, tại vì là cái khối lượng truyền nhiệt của nước nó lớn hơn ấy, cho nên là mình không nhất thiết phải chạy quạt mức cao như thế mà có thể tản nhiệt được. Thế tất nhiên nếu mà cùng chạy một mức quạt đúng không, mà một bộ nước kiểu siêu khổng lồ với cả một chiếc quạt tản nhiệt khí thì chắc chắn là tản nước sẽ thắng hơn rất là nhiều, tại vì tản nhiệt nước sẽ mát hơn rất là nhiều luôn. Có thể chạm gần như là gọi là mức nhiệt độ phòng đấy, người ta gọi là như thế, nhiệt độ phòng luôn. Và điều đấy thì khiến cho anh em gọi là khiến cho bộ máy ta mát rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng ấy đó chính là cái mức độ âm lượng anh em ạ, decibel ấy. Đấy. Ok, nhưng mà nếu mà bạn muốn độ một chiếc 3080 của bạn ấy thì cái block card nó rơi khoảng tầm đấy 4-8 triệu, và nếu mà các loại kiểu xịn hơn này thì khoảng tầm 10 triệu gì đấy. Còn và nếu mà bạn có một bộ nước sẵn rồi không thì chỉ cần mất như thế thôi. Còn nếu bạn chưa có bộ nước nào ấy thì bây giờ bạn sẽ phải chạy mua là radiator này, mua fitting này, mua block cho CPU, mua block cho card này, mua thêm bơm này, mua thêm pump top này, mua thêm rad này, v.v. rất là nhiều thứ. Thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm, nếu mà đầy đủ tất cả các CPU cả card đúng không thì phải trên 20 triệu. Đấy, nhiều khi là có thể lên tới là 30-40 triệu gì đấy, còn tùy vào các loại fitting mà bạn chọn. Đấy, nói chung đấy, các bạn bỏ ra một số tiền khá là lớn để các bạn thu lại, đó là một cái sự chênh lệch về nhiệt độ này. Nhiệt độ này. Khoảng bao nhiêu độ mà? Đấy, khoảng tầm được 30 độ. Đấy. Nếu mà là những thế là nhiều chứ. Hệ thống là nhiệt tốt. Nó mát ơi là mát luôn đấy. Mát ơi là mát. Từ 70 độ xuống còn 40 độ à. Đấy. Rồi các bạn sẽ có thêm một sự đẹp đẽ hơn về ngoại hình này, sự êm hơn này về mặt âm thanh trải nghiệm luôn. Nước chảy sóc sách thì không có quạt nữa. Nói chung là đấy, cứ bỏ tiền ra là bạn sẽ có những cái gì xứng đáng và chắc chắn là hơn nhá. Rồi. Và tiền hơn đấy. Ok. Nhưng mà nước vẫn là một cái gì đó đáng mơ ước của anh em đúng không? Ừ, đáng mơ ước của tản nhiệt nước ở trong đời của mình. Đúng. Rồi. Hôm nay mình sẽ phá cách một chút đi, chúng ta sẽ nói 7 câu nhá. Dễ dàng thế, ít quá à? Ít quá. Câu hỏi dễ dàng quá hả? Câu hỏi quá đơn giản á. Rồi, chúng ta sẽ có đây là bạn. Bonus thêm một câu nữa. Long Orin. Ok. Bạn Long Orin thì bảo là mua linh kiện máy, nói chung là cụ thể em đang định mua VGA nhưng vẫn để trong hộp khoảng tầm 6-12 tháng thì lắp, sau đó lắp có sao không, và nếu mà được thì cách bảo quản như nào, cái bảo quản cái đồ như nào. Tại sao phải mua sớm vậy ta? Chắc là săn được đợt sale rẻ. Chắc là săn mà bạn chưa mua được đồ khác. Tức là giống như kiểu là bạn vừa nhận được lương 10 triệu mà bạn mua luôn. Xong rồi bạn đang tích tiếp để bạn mua những phần còn lại đấy. Thế thì cũng hơi tiếc bởi vì không sử dụng xong bị mất 6 đến 12 tháng bảo hành. Bảo hành đúng rồi, mất bảo hành. Cái quan trọng là mất bảo hành nó thôi. Nó bị không thực tế, biết đâu sau đấy bạn lại... Người ta gọi đấy là hàng chưa bảo hành. Đúng rồi, thế nên là mình nghĩ là nếu mà được thì bạn... Bạn mua chưa? Bạn định thôi đúng không? Định đừng rồi, mua như ừ, thế. Ừ, đấy thì nó đừng mua, tại vì sau nhá, 6-12 tháng nữa là các bạn đã là lỗi thời rồi. Các bạn đã lỗi thời rồi. Đấy. Đúng. Tại vì mà biết đâu nó lúc ấy nó giảm hơn thì sao? Đúng rồi, giảm mất bảo hành mà mất tiền. Mất một năm như thế là giảm đi chắc cá đấy. Tự nhiên mất tiền để một đồng. Thì anh em không cần thiết phải mua như thế nhá. Bạn Long Ori đừng mua như thế nhá. Còn nếu mà bạn vẫn muốn mua như thế thì cái việc mà bạn cần làm để gọi là bảo đảm cho chiếc cạc đấy không bị làm sao ấy, chính là bạn để ở nơi khô ráo này, để tránh ẩm ướt này và tránh ánh nắng. Vứt luôn vào tủ chống ẩm đi. Vứt luôn tủ chống ẩm đi. Để hàng một năm trời mà Việt Nam thì mùa nồm, một năm nó quay vào mùa nồm rồi, sắp đến mùa nồm rồi. Đúng trời rồi. Ơi. Để tránh những cái đấy không bị ví dụ như là bị rỉ này, mốc. Bị mốc này, vân vân. Mọc nấm lên trời ơi. Mọc nấm lên cạc bạn coi như là cạc bạn thành hệ sinh thái luôn đấy, thì không nên nhá. Nhưng mà tôi thấy là đừng mua kiểu đấy trời ơi, tại sao lại mua kiểu đấy? Mua kiểu đấy là rất là người dùng không thông minh luôn đấy. Đúng rồi. Rồi, nói chung là nó không phải vàng để mà mình phải mua cất giữ như vậy đúng không? Nó không phải là chứng khoán hay gì cả, nó chỉ là một chiếc đồ máy tính và nó sẽ mất, là nó sẽ mất giá, giá trị cho mình ra. Đấy. Rồi. Ở sao bảo là sắp ra đồng coin mới? Ra đồng coin mới á? Không, nó sẽ hết, nó sẽ đến cái thời điểm nó không cho đào nữa, hiểu không? Thế à, thế thôi, thế cả vẫn giảm rồi bạn ạ. Vẫn khuyên là với tình hình trước mắt, với cái sự phân tích này, trước mắt 15 tháng 9 anh em ạ, 15 tháng 9 là coi như là sẽ có một giải rất là nhiều các con cạc xả trâu. Xả, tại vì là ETH không đào nữa. Đấy. Thế thôi. Rồi. Đó là 7 câu hỏi trong số thứ 8 chúng ta hôm nay. Để chúng ta đọc từng câu nữa nhé. Thôi được rồi, thế là sao? Để dành cho câu số thứ 9 đi. Rồi, ok. Đấy, đấy là những câu 7 câu hỏi ngày hôm nay chúng mình đã trả lời hết đầy đủ cho anh em. Hy vọng rằng anh em có thể cảm thấy rằng là những câu hỏi này, những câu trả lời của chúng mình đem lại được những thông tin hữu ích cho anh em này. Giúp anh em trở thành những người tiêu dùng thông minh. Đúng rồi, những người tiêu dùng thông minh và
rất là IQ cao, đúng không ạ? Ok, xin cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp anh em tới số tiếp theo anh em nhé. Là tư vấn à? Sau này là tư vấn, còn cứ cách tuần thì bọn mình sẽ tư vấn và khuyên đây. Có câu hỏi gì nhớ để lại ở dưới comment nha. Còn bây giờ thì xin chào. Chào, hẹn gặp lại anh em. Bye bye.